Các bạn thân mến, kể từ năm 2011, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga và một nhóm các nhà đầu tư lớn đã hợp tác xây dựng một trong những đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi dài nhất và có công suất cao nhất trên thế giới. Nord Stream 2 là một cặp đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, có đường kính lớn chạy dọc đáy biển Baltic từ bờ biển Nga gần St. Petersburg đến bờ biển phía bắc nước Đức gần Greifswald. Việc lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng Nord Stream 2 đã vướng vào tranh cãi chính trị, không chỉ vì những lo ngại liên quan đến khí hậu đối với cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch mới, mà còn vì lo ngại rằng đường ống này có thể được Nga sử dụng làm vũ khí địa chính trị để chống lại các nước châu Âu khác. Tuy nhiên, việc xây dựng đã bắt đầu vào năm 2016 và hoàn thành 5 năm sau đó, vào cuối năm 2021. Bỏ qua những tranh cãi về chính trị thì Nord Stream 2 là một thành tựu đáng kinh ngạc về kỹ thuật, hậu cần và xây dựng hàng hải. Trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu cách người ta xây dựng đường ống này các bạn nhé! Giống như Nord Stream 1, mục tiêu của đường ống Nord Stream 2 là cung cấp kết nối trực tiếp giữa trữ lượng khí đốt tự nhiên khổng lồ ở Nga và các thị trường đói năng lượng ở châu Âu. Với chiều dài 1.230 km, đường ống đi qua lãnh hải hoặc vùng đặc quyền kinh tế của 5 quốc gia, bắt đầu từ Nga, đi qua Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và cuối cùng kết thúc ở Đức. Ngay cả trước khi bắt đầu xây dựng, Nord Stream 2 đã gặp phải một số trở ngại lớn cần vượt qua. Baltic là một trong những vùng biển ô nhiễm nhất thế giới, và tất cả các quốc gia xung quanh đều có lợi ích nhất định trong việc đảm bảo tình trạng ô nhiễm ở đây không trở nên nghiêm trọng hơn. Việc xây dựng đường ống có thể tạo ra ô nhiễm tiếng ồn ở dưới nước, ảnh hưởng đến nghề cá, phá vỡ chất lượng nước và thậm chí ảnh hưởng đến di sản văn hóa của các vụ đắm tàu dọc đáy biển. Mỗi quốc gia dọc theo tuyến đường đều áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường trước khi cấp giấy phép xây dựng. Giai đoạn lập kế hoạch cho đường ống bao gồm các cuộc khảo sát chi tiết dưới nước về đáy biển để giúp chọn tuyến đường khả thi nhất. Cuộc khảo sát này cũng giúp xác định các vật liệu chưa nổ từ Thế chiến 1 và Thế chiến 2. Nếu có thể, đường ống được dẫn vòng qua những quả đạn này, nhưng trong một số trường hợp, chúng phải được kích nổ tại chỗ. Khi việc này được thực hiện, các nhà thầu sẽ sử dụng rèm bong bóng xung quanh mỗi vụ nổ để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến sinh vật biển. Công tác hậu cần để sản xuất nhiều ống như vậy cũng là một thách thức lớn. Các đoạn ống được sử dụng cho Nord Stream 2 có đường kính khoảng 1.150mm và dài 12m. Chúng bắt đầu bằng những tấm thép và được cuộn thành các đoạn ống, sau đó trải qua các công đoạn hàn, kéo căng, vát cạnh và kiểm tra chất lượng. Một lớp phủ epoxy chống ma sát bên trong đã được áp dụng để giảm thiểu tổn thất áp suất trong đường ống cực dài. Sau đó, thêm một lớp phủ bên ngoài được áp dụng để chống ăn mòn trong môi trường nước mặn khắc nghiệt. Và toàn bộ dự án yêu cầu sản xuất hơn 200.000 đoạn ống như thế này. Ba nhà máy sản xuất ống đã phải làm việc liên tục với tốc độ sản xuất trung bình gần 100 đoạn ống mỗi ngày. Mỗi đoạn ống sau đó lại được vận chuyển đến các cảng ở Phần Lan hoặc Đức để nhận một lớp phủ bên ngoài khác, lần này là bê tông. Lớp phủ bê tông này được áp dụng để tăng độ ổn định của đường ống dưới đáy biển, tăng gấp đôi trọng lượng của mỗi ống từ 12 lên 24 tấn. Bê tông sẽ giúp chống lại sức nổi và dòng chảy dưới nước, có thể làm xê dịch đường ống theo thời gian. Nó cũng cung cấp sự bảo vệ cơ học trong quá trình xử lý, vận chuyển, lắp đặt đường ống và khi tiếp xúc lâu dài dọc theo đáy biển. Sau khi được phủ lớp bê tông, các ống được vận chuyển đến các bãi chứa dọc bờ biển, nơi cuối cùng chúng sẽ được vận chuyển bằng tàu đến các tàu đặt ống lớn hoạt động ở biển Baltic. Những tàu đặt ống này giống như những nhà máy nổi, mỗi nhà máy sử dụng hàng trăm công nhân và dự án Nord Stream 2 có tới 5 chiếc làm việc cùng lúc. Trên những chiếc tàu lớn nhất, quy trình cơ bản để lắp đặt đường ống trước tiên là hàn hai đoạn ống lại với nhau để tạo ra cái gọi là khớp nối đôi. Các mối hàn này đã được kiểm tra chi tiết và nếu đạt yêu cầu, khớp nối đôi sẽ được chuyển đến dây chuyền lắp ráp trung tâm để nối với đường ống chính. Ở đó, đường ống được hàn và kiểm tra thêm một lần nữa. Nếu mọi thứ đều đạt yêu cầu, một ống có nhiệt sẽ được quấn xung quanh mỗi mối hàn, sau đó bọt polyurethane được đổ vào khuôn giữa các lớp phủ bê tông để bảo vệ chống ăn mòn hơn nữa, đồng thời cho phép đường ống có thể uốn cong trong quá trình lắp đặt.
Sau khi hoàn thành, tàu có thể tiến xa hơn một chút dọc theo tuyến đường, trong khi hạ đường ống xuống vị trí cuối cùng. Đây là hoạt động 24/7 và một số tàu đặt ống này có thể hoàn thành quãng đường 3 km trong một ngày. Ở nhiều nơi, họ có thể đặt ống trực tiếp dưới đáy biển. Nó đủ mịn để giữ cho đường ống không bị lệch quá nhiều và đủ mềm để tránh làm hỏng đường ống. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp xảy ra trên toàn bộ tuyến đường. Ở một số vùng nước nông, nơi các đường ống chịu tác động của lực thủy động như sóng và dòng chảy, các đường ống được đặt trong các rãnh đã đào, sau đó được lấp lại. Ngoài ra, còn có nhiều khu vực dọc theo tuyến đường, đáy biển gồ ghề không thể đặt ống trực tiếp. Các tàu chuyên dụng đã được triển khai trước khi lắp đặt đường ống để lấp đầy các chỗ trũng bằng đá và sỏi nhằm tạo tuyến đường đi bằng phẳng hơn dọc theo đường ống. Cuối cùng, tại những vị trí mà tuyến Nord Stream 2 sẽ đi qua, các tuyến cáp hoặc đường ống ngầm khác như cáp điện, cáp viễn thông, đệm đá đã được lắp đặt để bảo vệ từng tiện ích tại nút giao. Mỗi đầu của đường ống cũng đi kèm với một lượng lớn cơ sở hạ tầng. Tại Đức, đường ống được đào hầm trên bờ tới trạm tiếp nhận. Cơ sở này bao gồm các van đóng, bộ lọc, bộ sấy sơ bộ và thiết bị giảm áp suất để cho phép khí được đưa vào mạng lưới khí đốt tự nhiên của châu Âu. Việc lắp đặt đồng thời nhiều đoạn ống đã giúp đẩy nhanh tốc độ xây dựng nhưng cũng tạo ra một thách thức lớn. Làm thế nào để kết nối các đoạn ống đã được lắp đặt dọc theo đáy biển? Đó có thể là công việc vận hành ấn tượng nhất của toàn bộ dự án, nối trên nước hay AVKTI. Các đoạn đường ống riêng biệt được lắp đặt cẩn thận dưới đáy biển, sao cho các đầu của chúng chồng lên nhau. Khi nối chúng lại với nhau, thợ lặn lắp đặt các bể nổi ở mỗi đầu để giúp việc nâng ống lên dễ dàng hơn. Sau đó cần chúng nâng các đầu ống lên trên khỏi mặt nước. Những đầu này không có lớp phủ bê tông làm cho chúng nhẹ hơn và có thể cắt theo chiều dài chính xác. Các đường ống đã được cắt và vát, hàn, thử nghiệm và phủ để chống ăn mòn. Cuối cùng, có thể đặt đường ống hoàn chỉnh xuống đáy biển. Nord Stream 2 yêu cầu một số đường nối trên mặt nước trong quá trình xây dựng. Nó có vẻ đơn giản, nhưng mỗi lần nối mất khoảng 3 tuần để hoàn thành. Mối nối cuối cùng được hoàn thành vào tháng 9 năm 2021, đánh dấu sự kết thúc của việc xây dựng tuyến đường ống Nord Stream 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Hightech Amazing.